nhớ lắm em ơi, trao lời yêu thương họ hẹn đi ơi, tình đôi ta. Hello, anh chào em. Em chào anh. Khỏe không em? Em hơi yếu anh ạ. Sao lại hơi yếu? Thời tiết nó dở dời lúc nắng lúc mưa. Thời tiết còn thế, nói gì đến con người đúng không? Em ngồi đây đợi anh mà cũng hơi sợ trời nó mưa đấy. Anh cảm ơn nha. Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghề Giải Trí. Và ngày hôm nay thì Hoàng Hà và Minh Phương lại quay lại để hầu chuyện quý vị với những bản tình ca, những bài hát mà Hoàng Hà sẽ cố gắng làm sao mang lại cho quý vị những giây phút thư giãn thật sảng khoái sau những ngày làm việc, sau những ngày học tập mệt mỏi. Mà ngày hôm nay thì em muốn anh hát thể loại gì nhỉ? Em dạo này em đi đâu ấy, nó cũng có một cái âm hưởng, có cái giai điệu chèo ở trong đầu, hình như là bị nghe nhiều quá nó ngấm. Nhưng mà em ngấm hơi sâu rồi đúng không? Trước khi nghe anh hát ấy, em vẫn muốn hỏi anh đó là cái thể loại cái giai điệu chèo ấy, đúng không? Là nó tức là môn nghệ thuật chèo. Môn nghệ thuật chèo là nó xuất phát từ đâu anh? Nghệ thuật chèo anh đoán không nhầm thì anh cũng không đi sâu cái này, nhưng mà người ta hay nói là cái nôi của nghệ thuật chèo nó là ở Thái Bình, mảnh đất Thái Bình, quê hương Nam Tấn. Thì không biết có đúng không nhưng mà chắc là vậy. Tại vì là cái nghệ thuật chèo ở Thái Bình người ta phát triển mạnh lắm. Mỗi một làng quê, mỗi một vùng miền hoặc là huyện nào, xã nào người ta cũng đều có câu lạc bộ chèo cả. Mạnh, đúng nó thế. Mạnh. Em thấy em có quen một số người hầu như là người Thái Bình. Họ hát về chèo này rất là hay. Nhưng mà em có bị nhầm với lại Bắc Ninh. Bắc Ninh là quan họ chứ nhỉ? Bắc Ninh là dân ca quan họ, Bắc Ninh. Chèo là Thái Bình. Nếu không nhầm thế, bên cạnh đó còn có cả dân ca rất nhiều vùng biển. Dân ca Phú Thọ, dân ca Hà Nam, dân ca Nam Bộ, dân ca Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều lắm. Và vừa rồi thì Hoàng Hà có hát chèo ở trên kênh Nghề Giải Trí và có rất là nhiều người nói là mình khen mình bảo là cũng hát được. Em thấy giọng của anh cũng hợp với hát chèo đấy anh ạ. Hợp à? Nhiều người cũng nói thế, cho nên là Hoàng Hà lần này cố gắng là cũng hát để phục vụ quý vị, để mang tới cho quý vị. Cố gắng thôi chứ mình không phải là dân chuyên chèo, không phải là dân chuyên hát chèo. Cái lúc trước hát chèo là lần đầu tiên đúng không anh? Lần đầu tiên. Cho nên là có cái gì sai sót thì mong quý vị thông cảm. Và nói đến Thái Bình thì nó có rất là nhiều bài hát về Thái Bình. Thì hôm nay có lẽ là Hoàng Hà sẽ... Em thích nghe về Thái Bình không? Thái Bình hình như là bài gì... nhiều lắm. Hay nghe gì quê hương Nam Tấn hay là cái gì ấy đúng không? Nam Tấn không, bài nổi tiếng nhất là bài Nàng Ấm Quê Hương. Nàng Ấm Quê Hương, bài đấy rất hay nhưng mà em không nghe bài nữa đâu. Hay hát chèo. Bài đấy lâu rồi, lại chèo. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và ngày sau đây thì Hoàng Hà xin được gửi tặng tới quý vị một bài hát chèo. Ca khúc được mang tên là Về Vũ Thư Quê Mình, một sáng tác soạn lời của Bích Thủy, chị Bích Thủy. Soạn lời rất là hay. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Em ơi, mời em về với quê anh. Trăng thanh gió mát ngọt lành đưa hương, thênh thang một khúc đường trường. Vũ Thư nơi ấy thân thương đất mình. Trời trong xanh ngát ni, gió mát triền đê, điệu chèo vui hát ni, nâng bước chân về. Quận trời phù sa, sông quê bát ngát ni. B
bồi đắp ruộng đồng, đất mẹ là nghĩ tai. Trong nắng mai chan hoài nhẹ êm mi. Anh dắt tay em đi, mình nghỉ về quê hương anh đói. Ôi gió mênh nghĩ mang, gió mênh mang sông thì hồng, buông tóc bềnh bồng bềnh bồng, vương tóc em bay từ nơi đây. Sương y nắng mẹ cha ta khuya sớm y tạo y tần y. Thơm bay lòng đây bồi hồi sao xuyến đi. Ơi tháng năm mi qua trốn phương xa quê nhà, nhưng vẫn mặn mà mặn mà thương nhớ đầy vơi. Dạ khôn nghĩ nguôi, luôn đau đáu giữa ngược xuôi, cuộc nghi sống bôn nghi bề. Dạo bước trên đê vọng nghỉ về, chuông ngân thanh thót nghỉ. Ơi tiếng nghi mỏi vàng, mỏi vàng nơi cửa thiền, tâm tình một miền hương trầm tỏa chốn Phật thiêng. Kìa chuỗi keo nghiêng nghiêng mãi nét thời gian, cội kính trải bao đời. Nhớ lắm em ơi, trao lời yêu thương họ hẹn đi. Ơi tình đôi ta, tình đôi ta mặn nồng, em có bằng lòng, bằng lòng để với quê anh mình cùng nhau chung câu hát điệu chèo quê. Duyên đi phận ta phải chiều rồi xong. Hết rồi đấy anh. Hết rồi. Em cứ tưởng bài này còn dài nữa chứ. Nghe đang đã. Được. Cái bài này là một cái bài nó nói về cái khung cảnh của quê hương Nam Tấn và quê hương của miền đất của bộ môn nghệ thuật chèo. Chắc chắn rằng đây là anh đoán thôi. Mọi người nói nhiều nhưng mà mình chưa khẳng định được là, nhưng mà chắc chắn rằng sau bài hát này là chắc chắn rằng là nghệ thuật chèo là quê hương Thái Bình. Thái Bình là cái nôi của nghệ thuật chèo, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà ca từ mọi cái là nghe nó cũng da diết, nó cũng thân thương. Đúng rồi, mời về quê hương Vũ Thư Thái Bình. Vũ Thư thì rất là nổi tiếng. Mà em và nghe con ca người từ Thái Bình đẹp lắm. Đúng rồi, con người Thái Bình thì cũng rất là
dễ thương, rất là đáng yêu và rất là chân chất, hiền hậu thật thà. Người ấy gọi là chịu khó chăm chỉ, chịu khó chịu thương. Và người Thái Bình thì lại là nhiều người giỏi, nhiều người tài, mà đặc biệt là họ có cái làn điệu chèo là bây giờ là đi khắp năm châu. Những người con Việt Nam mà mặc dù đi đến đâu đi chăng nữa, đi đến nước nào đi chăng nữa, nhưng mà luôn luôn những người nào yêu bộ môn nghệ thuật chèo thì người ta vẫn luôn luôn nhớ về chèo quê hương Nam Tấn Thái Bình. Anh hát chèo anh có thấy nó khó không? Khó. Tại vì em nghe những cái ca từ kia thì nói chung là nó đều đều ok là hát được, nhưng mà cái phần ý nó khó quá. Chèo này thì nó có rất là nhiều những làn điệu, nhiều lắm. Ví dụ như là điệu duyên phận phải chiều, điệu đào liễu, điệu đường trường bắn thước, điệu nhiều lắm. Nhưng mà cái nào cũng có ý. Hầu như là thế. Có những điệu hài hước hay lắm, nhưng mà mình không phải về chuyên về học về bộ môn nghệ thuật chèo, cho nên mình thấy bài nào hát thì mình học thôi. Anh thấy bài nào hay thì anh học. Bài này anh cũng rất là thích cho nên anh phải học. Hay sau thử một học bài bằng được, nhưng mà thực ra là có những cái đoạn mình ngân nó vẫn chưa tới. Nó vẫn kiểu hơi chênh phô nào ấy, nhưng mà thôi kệ. Chưa tới hay là sau mình thử một bài hài hước xem. Mình chưa quen, mình mới tập ấy. Bây giờ mới tập được 1-2 ngày thì khi mà mình hát nó đoạn đấy nó chưa nhuyễn lắm. Thì rất là mong quý vị và các bạn thông cảm. Cái này là phục vụ khán giả thôi đúng không? Đúng rồi, cố gắng là mang tới những giây phút giải trí cho tất cả quý vị khán giả. Còn nếu chỗ nào chưa được thì quý vị có thể lại comment và quý vị có thể đăng ký vào kênh Nghề Giải Trí để khi mà có những bài mới lên thì quý vị sẽ được nhận được thông báo là có bài mới đã lên. Hãy bấm vào chuông thông báo để nhận được thông báo đó. Quý vị ơi, có cái bài chèo nào mà nó khó hơn quý vị có thể yêu cầu hay thì quý vị hãy yêu cầu anh ấy đi, hãy làm nếu như khó mà yêu mến à, nếu mà yêu mến Hoàng Hà thì hãy yêu cầu và Hoàng Hà sẽ cố gắng đáp ứng quý vị là sẽ học bài đó, mặc dù là khó cũng vẫn học để mang lại cho quý vị có cái sự giao lưu, đúng không ạ? Mình là những người con của Việt Nam, mình yêu mến quê hương đất nước Việt Nam, mình yêu mến làn điệu chèo, làn điệu dân ca, rồi hát văn nhiều lắm. Việt Nam thì có nhiều lắm, thậm chí là hát cả cải lương nữa, rất là nhiều làn điệu hát quan họ, nhiều bài hay. Còn bây giờ thì Hoàng Hà và Minh Phương không biết là nói gì hơn với quý vị là một câu thôi, đó là xin cảm ơn tất cả quý vị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho kênh Nghề Giải Trí, Nghề Giải Trí TV, hoặc bây giờ mình rút gọn lại là Nghề Giải Trí. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và mong rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ và đón xem những video tiếp theo của Hoàng Hà và kênh Nghề Giải Trí. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.